Cả nhà nha, nói chung là hôm nay là Hiền cũng về lại cái vườn của mình á. Sau bao lần mà phải nói là nhiều người có thể cười Hiền là vì cái vườn mình cũng không có lớn, nhưng mà mình đam mê cây cảnh á. Thì sau bao lần di chuyển cũng gồm những anh em chơi cây và những thằng cháu nó góp ý, là cuối cùng là mình đã dọn cái vườn của mình nó gọn và nó thoáng hơn. Nó bảo là anh đã sưu tầm những cây có tốn tiền, những cây có giá trị mà anh để dày quá bây giờ không thở được. Và hôm nay là mình cũng đã di chuyển cho đến cái mức mà có thể sắp xếp được cây và thở cây đều có đỡ ngắm được nha. Thì cái vườn cây nó hôm nay đã ra ra được như ý rồi nha cả nhà. Đây thì mình mê cây mà. Đây là cây tam đa, ba cây lộc rừng khủng nè. Đó, ba cây lộc rừng. Và đây có một cái cây mà mình cũng thích lắm, cây là thằng cháu nó biếu nè. Nó không bán luôn nha. Mà mình bây giờ nó nói bán cho người khác là cũng không được, mà cho tặng không được là vì nó biếu cho mình chơi nè. Nó chạy tay tàn hơi bị đẹp ấy. Cháu nó có cái vườn lộc vườn mà nó kinh doanh á à. Đấy nó làm nên nó biếu mình cây này, nói chung là mình cũng tâm đắc cây đó. Với lại ba cây này gọi là cái bộ ba mình chơi cũng được. Còn cây khế thì nói chung là cây khế này dạng là dạng khế của công chơi quán cà phê, cây biệt thự to lắm, hoành tới 300 mấy lần, to khủng. Đây nói chung là mình còn đây cái rừng cụm rừng nó cũng chưa làm lại. Còn cái dãy chỗ đây là cây mai bạch mai cây bạch mai nè, gốc bạch mai nè. Còn cái này là ba cây này cây phôi. Còn ba cái cây lộc rừng này là hôm nay đến ngày mai là nó sẽ chỉnh sửa lại cho mình. Còn cái cây này thì nói chung là cũng tạm ổn nè, cũng có hai cái chậu trang cá bông như là hai cây mai mini đấy. Và bên đây cái vườn mình thoáng. Còn cái chỗ này là chỗ uống trà, thì mọi người cũng biết uống trà làm siêu siêu à. Cuối tuần mình về với lại anh em chơi cây hoặc là anh em làm bất động sản với mình đó. Qua đây thì nói chung là đây cái cây mai vừa rồi mình có cẩu quay TikTok rồi hoặc là YouTube á, sẽ đem một cây mai này. Và đây là cây thứ hai, và sau đó là cây thứ ba. Cây thứ ba là họ cũng làm vừa xong, mà nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì cây này mình cứ nghĩ là nó tùm lum tấp lập, nhưng mà đến bây giờ là họ đã chạy dây tay tàn ok hết. Nhưng mà đế nó cũng khủng lắm, mọi người nhìn nè, to đế to. Mà cái hoành này, hoành hoành thân là 50 mà hoành cổ là cũng gần 65 68, nó to lắm. Hoành này là hoành này 48 thôi, hoành 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 thân 48 mà hoành này cũng là cỡ 65 65 hơn hoành cũ á, rất là đẹp ok. Còn đây là một dãy lộc rừng mà cũng cháu nó mới đưa xuống mình rộng nước. Bởi vì mình ở xe xe nhà mình trên quê mà mình ở thì cũng 20 đến 25 cây số, do đó là mình rộng nước và cháu nó chuẩn bị nó uống lại giùm cho mình đấy. Này còn cái này thì nó cũng đã uống giúp mình là thành phẩm hết rồi, một cái dạng một cái dãy mini. Thực ra là mình chơi nhiều người có ban đầu là mình do mình bị một số anh em cũng chưa được tốt lắm, họ cho mình cây rác vào rồi mình cảm xúc nữa, cũng không đổi thừa, mình cũng không đổi thừa họ. Và mà họ một phần là họ cũng muốn bán cây, và một phần thì mình cảm xúc lúc đó mình chốt á, mình chốt theo cảm xúc. Thành thử là khi mà mình chốt cái cây mình chốt là bị không ưng ý, sau đó mình phải gọi là bán đổ bán tháo, hoặc có thể chết hoặc có thể bỏ đi. Thật ra kinh nghiệm cho những bạn bè nào chơi cây á, mình nói thiệt là mình phải từ từ chốt, và phải tốt nhất là phải nghe anh em mà gọi là thật tâm thiện chí, và những người có tâm hồn và những người giúp mình để mà giúp thực sự cho mình có một cái vườn cây đẹp để chơi mà có cái cảnh. Đây là cái cảnh của mình, một thời mình cũng chơi lan mà đến bây giờ mình không phải nói đụng chạm lên chân lan, bánh mình là lang thang vì mình không có thời gian chăm lan mà chăm nó như em bé vậy. Bây giờ mình chăm cây, và mọi người cũng biết là mình chơi đồ cổ mà, thành thử là mình chăm cây nhưng mà đồ cổ thì cũng cũng gì sướng hơn. Rồi đỡ nói chuyện đồ cổ. Đấy là đây là cái lối đi ra bên hông của mình, ở trên là vàng hoa giấy, ở dưới là cái lối này. Đấy mình cũng quay lại cho cả nhà chứ không phải có cái vườn quay đi quay lại đó. Và cái khoảng trống này á, cái khoảng trống mà mình mới vừa dọn này á, là mình sẽ đưa về hai gốc mai khủng giống như đây to hơn, và hai chỗ trống này sẽ có hai gốc mai khủng trong tương lai nữa. Hiện tại mình có 6 cây rồi, mình sẽ đem ra hai gốc mai khủng với lại là tổng cộng là cái vườn mình sẽ có gốc mai hoành, mình sẽ đủ 9 gốc mai rồi, nhưng mà mình chưa đem về nữa, là mình sẽ đủ 9 gốc mai là dạng tầm to từ 65 đến 70, và tệ nhất là cũng to như gốc này, to như cái gốc này đấy.
Và hiện giờ một cái cây này thì mình đã chốt thành phẩm như thế này thì dễ rồi, không có gì để nói nữa nè. Cây này thì mình chốt cũng hơi nặng tiền đó, cái góc này mình chốt nặng tiền thì không có gì đó. Đó, mình chốt cái góc này dưới đây là mình chơi thì không có gì đó, đỡ mình nghĩ bàn. Và mình cũng đã chốt thêm một cái cây này nữa để cho nó trở thành một cái cặp trước nhà mình. Đây, cặp này là bất chi bất dịch nằm đây và nó rất là đều và ráng chịu khó nuôi cho nó đủ được như tành này thành một cái cặp. Đấy. Còn những mình chơi những bonsai thì nhiều người nói anh thì sao không chơi bonsai? Bonsai gì mình chơi như cây dúi này thì mình chơi được vì mình giao cho ông anh ông tưới giùm mình á. Ông giúp mình ông tưới á, thành thử là được. Chứ còn nếu mà nếu mà đỡ mà mình chơi bonsai thì nhiều khi mình chăm không kịp rồi ông anh ông cũng còn việc của ông nữa, chứ không phải ông tưới cây không đâu, rồi ra bonsai nhỏ nhỏ dễ chết lắm. Chỉ chơi những cây tầm lớn hoặc là những cây chịu đỡ lâu được vài ngày. Và đây là cặp trang của mình chớp cũng của thằng em làm thầy giáo nè. Đấy. Và cây ổi luôn, là ba cây này là của gọi là thầy của thằng em, nó làm thầy giáo cũng chơi cây cảnh, là ba cây nè, còn ba cây này. Còn bụi giấy này của mình. Đấy. Ở đây là cảm thấy mình cũng tương đối là hài lòng. Đấy, tương đối gọi là hài lòng về cái tây tàn cũng như cái bộ đế, bệ đế của nó. Đây, tây tàn bệ đế là mình rất là thích. Đấy, nhà mình mua cây mai này về chơi thì có nhiều người bảo mình giao lưu. Mình giao lưu, bây giờ mình nói nhiều khi. Như cây mai này là mình bảo mình giao lưu, chậu 1m6. Tây tàn là gần 2m5, chiều cao cũng là 2m5. À, hoành thân đế cũ là cũng gần là coi như thân thì là hoành thân là 55 mà hoành đế thì cũng 70. Đấy. Nói chung là những gốc cũng khủng. Phải đó khủng mà mình úp cái mũ bảo hiểm ra thì nó mới thấy được lần, chứ không phải nó to lắm. Còn đây là cái cây gọi là bông, hơi bông là dảo, dảo bông to mà cũng to lắm. Cái gốc này là to và dảo bông đẹp nhất trong vườn mình, mà hoa là mình cái cây này siêu hoa mà bông rất là to. Đấy, cái bông rất là to, hình như là đây là còn sót một cái bông này nè, để mình đỡ coi ra hè gần hè rồi mà sót cái bông đó, hoa đặc rực rỡ luôn. Rồi hôm nay là mình có cái lối đi được trong quanh cái vườn rồi, không có để rậm ri rậm rạp như cái hôm nữa. Ồ, và đây là cây mai chiếu thủy, đúng là cây mai chiếu thủy cụm rừng. Còn bên đây là cây mình cũng nhát nhát một chỗ ấy, và đặc biệt ở đây có cái cụm gọi là cái bằng lăng cụm rừng của mình nha. Người thì chê không đẹp, người thì nó quá đẹp thì cũng chẳng biết mình chơi mà. Cứ chơi thôi, thành thử là đẹp xấu là tùy theo cảm nhận của mỗi người, mỗi gu mỗi thích. Ở đây cũng có cây dúi nè đó. Nói chung cái vườn mình nó cũng gọn gàng lại bớt rồi đó. Mình chỉ chơi cho đẹp, và tương lai sẽ rước hai em mai chỗ này trống trống, đỡ hai em mai và đem cái chậu to 1m như thế này đỡ vào khoảng chỗ này nó cũng ok. Đấy, nó tóm lại là phải có đam mê. Và mình đang thử hai gốc đào, tại vì mình đào thì Hà Nội hoặc là xứ Bắc nhiều, nhưng mà hai gốc đào này là của ông già vợ mình đem về nè. Thành thử là mình thử coi thử nó đỡ trong nó vừa nắng vừa râm đây, tại khí hậu mình là khí hậu trong Nha Trang nó nắng gió và nó khô, không có ẩm ướt mà như là khí hậu ngoài Bắc. Nhưng mà không biết là thấy nó bây giờ nó cũng đang sống tươi xanh tốt đây, mà không biết sau này sao. Anh em nào chuyên về đào bày mình thêm mình chơi cho có thôi. Đây là gốc xanh, đây là gốc sung đây chính đây nè, đây có cây sung nè, sung cá trái đây nè. Hả? Cuối cùng họ bảo là mua sung miền Bắc miền Nam rồi không trái, cuối cùng là mình thấy cũng cá trái, mình đỡ ngay cho cái thủ kỳ lối vô. Và đây là cái chậu trang Mỹ, mấy kỳ bông to lắm, vừa rồi là mình bả tưới hơi bị trễ rồi. Qua đây là cái cây gốc giấy Mỹ, nó cũng siêu to nè, gốc giấy Mỹ siêu to nó đang ra hoa nè. Còn đây là gốc giấy cẩm thạch ghép, có hai cái cây Mỹ hồng nhỏ nhỏ đằng trước luôn. Đấy, và còn đây là một cặp nguyệt quế. Mình có 7 cây nguyệt quế nhưng mà mình đây nguyệt quế nhưng bữa trước chặt đa quá, mình phải nhờ gửi ký gửi bên nhà ông anh ấy. Đây, ký gửi nhà ông anh đỡ chăm. Bây giờ mình đi ra bên sát bên về vườn nhà mình, sát bên ông anh ruột mình, đó là mình gửi những cây như sau nha. Cây nó thở nó thoáng được thì nó mới phát triển, phải có nắng. Và đây là mình đã 5 cây nguyệt quế hơi bị to nè, 5 cây nguyệt quế siêu to nè. Cây này cỡ 5 người khiêng không dùng cẩu thôi, còn người phải 4-5 người khiêng. Đó, mình đã gửi cho ông anh ông túi bên này tiện lợi đồ cho ông túi dùm luôn đó. Gốc này mà ra đây nữa thì nó nở phải biết, mà hoa nó thơm thì cực kỳ thơm rồi nha. Cả nhà mình cũng biết rồi đúng không? Đấy, đây 5 gốc nè. Nguyệt quế này một lần nó ra hoa là nó thơm cực kỳ thơm ngát một vùng luôn.
mà ra đây nó thoáng gió này, nó đã đang chỗ bông, bữa nào có bông mình sẽ quay riêng một cái video clip dành quá ra bông nha. Đó, và đây là cái gốc khế hôm trước mình định nhổ ra mà nhổ chưa ra được, thì nó to lắm, nhổ không ra chắc là hôm sau phải nhổ ra thay cái chậu khác. Mình để chuyển ra sau đây đó, ông anh ông tưới cho tiện nè, ông cũng già già lớn tuổi cũng chơi. Và cặp vú sữa, cặp vú sữa. Hôm nào mình sẽ chốt một cây nó đủ tam đa rồi mình sẽ ấy lại, mình sắp xếp chỗ được lại. Nói chung là mình chơi mà. Còn cái gốc này thì nó hơi còn phôi. Cái gốc này còn phôi, cả nhà nó hơi còn phôi chút xíu, nhưng mà nó siêu to luôn. Cái gốc này bằng cái thùng sân nước luôn. Đó, hoành thân ba nhánh này mình sẽ tạo dáng lại. Chơi cái gì cũng vậy, phải có sự đầu tư. Chơi thì phải, mình chơi thì đam mê, mà anh em là giờ là anh em bữa nay là chỉ cần ngồi đường người ta có thể ngắm được vào cây của nhà mình được rồi nè. Đó, anh em nó nhỏ đi ngay nhà mày thấy rậm ri rậm rạp, bây giờ ngắm vô vườn cây được rồi nè. Đấy, chứ nói trời ơi, mày chắc mày nhét giống như mấy người bán cây vậy. Đây, cổng bông giấy nhà mình nè. Đấy, nhìn vào nó cũng đẹp. Còn cái bên này là chỗ gara. Gara, còn hai chỗ này thì bữa nào tỉa cây đẹp mình đỡ luôn. Đấy, chỗ này gara xe nè, đỡ đỡ xe vào. Và cũng là giờ mình đang đỡ đó là hoa giấy tím quế nè. Thì nói chung là trước đây thì dịch mình về mình ở, còn giờ thì mình ở dưới khu đô thị Vĩnh Niệm Trung, thì trên này thì nhà của bà già cho mình. Một tuần lỡ thì mình chỉ về một lần, mình về chăm cây thành xa xôi mình không có thể chơi bonsai được, mà mình cũng có cái không gian riêng tư mà. Làm mỗi ngày công việc áp lực gì đó rồi mình đây ngắm cây hồ cá, đây ngắm ra hồ cá, rồi đây cái không gian mà khuôn viên mà mình chơi đây nè, một cả nhà, đây đồ cổ cây cảnh. Đồ cổ mình cũng không bán, trong anh em mình sưu tầm, mình quay clip đồ cổ thì mọi người cũng biết rồi. Hình thử là giờ mình nói chung thì ai rồi cũng có một thời, ai rồi cũng phải nghỉ ngơi tuổi già, thời gian chẳng đợi chúng ta, hãy nên sống thật là yên vui. Thì thôi thì chúng ta chết ra đi cũng chết thì cũng sinh ra hai bàn tay trắng, thì chết cũng chẳng mang được gì. Thành thử cũng làm một cái không gian cho mình đỡ gọi là ấy thôi, chơi vậy thôi. Có thể là mình nhìn lên thì không bằng ai, nhìn qua nhìn lại coi là cũng là tạm được. Chứ còn có những người họ đại gia họ chơi một cái cây tiền tỷ luôn. Một cái vườn cây của mình cũng không bằng một cái cây của họ. Nhưng mà ít nhất mình cũng hài lòng với những gì mình, những công sức tâm huyết của mình, cũng như tiền của đầu tư của mình bỏ ra. Thành thử là đam mê là chính, quan trọng con người chúng ta sống. Có những người họ rất là nhiều tiền, tiền vàng họ nhiều lắm, nhưng không bao giờ họ dám bỏ ra một đồng để họ mua một cái cây, hoặc họ bỏ cho mình. Họ nói dùng từ họ sống mình không dám đụng chạm người ai, họ sống gọi là kẹt xỉn nhát, kẹt xỉn kỳ bò. Và nhiều khi á, họ ra đi rồi họ cũng đỡ lại vậy thôi. Đôi khi là cuộc đời rồi có những lúc mà hên xui may rủi rồi xảy ra chuyện nào nó cũng mất. Thành thử là mình chơi đây thì mình không đả phá ai, mình cũng không theo một cái trường phái nào, mình cũng không có ủng hộ một cái trường phái nào. Mình cảm thấy có cái cây xanh, có một cái khuôn viên, có một cái cảnh cuối tuần đó mình về là được rồi nha cả nhà. Đó rồi anh ta thử là nhiều người cứ với lại là mình chỉ không bao giờ mình nói chuyện chính trị, chuyện xã hội, chuyện thời sự của ai hết. Mình chỉ nói chuyện cây có rồi uống trà, chuyện của mình. Đấy đấy, nói chung là ai cũng, cuộc đời con người sinh ra thì ai cũng là tham sân si đều có cả, chẳng ai hoàn hảo cả. Cũng có xấu có tốt, nhưng mà mình biết được mình phải như thế nào, mình phải ra làm sao đó, rồi mình sống làm sao mà mình cảm thấy bằng lòng với mình, gọi là cũng tạm tạm được là được, gọi là cảm thấy ổn là được. Thôi nói chung là chào cả nhà, clip này là mình quay là mình chia sẻ cảm xúc với mọi những anh em nào mà đã đam mê cây cảnh đồ cổ thì phải cứ theo đuổi đam mê của mình, cứ làm hết sức mình và cứ sống sao mà cảm thấy là được. Có thể là mình trong 10 người, 6 người chấp nhận mình, 4 người họ ghét mình cũng được. Chừng đỡ 3 người ghét mà, 3 người thương mà 7 người ghét là không được. Thành ra thôi, 5 ngón tay này, ngón ngắn, ngón dài còn không có hoàn hảo được, thì làm sao anh em trong một cùng một cha mẹ mà còn có thể là chưa chắc là đã vừa lòng nhau,
chén trong sóng còn khua. Thành thử chơi cây hay là chơi chim hay là chơi bất cỡ cái thú vui gì thì cũng có người này người kia có lời ra tiếng vào. Và cả khi mình đi làm thị trường kinh doanh cũng vậy, mình có nghĩa mình chấp nhận thị trường là thị phi, thương trường là chiến trường. Nhưng mà về chơi cây thì người ta nói rồi, chơi chim dưỡng cá tánh, chơi cây dưỡng thần. Quan trọng là thần thái thôi. Và khi mà mình cố gắng đỡ được thành công thì có rất nhiều thành công mà thôi. Thành công với cái vườn cây nho nhỏ ước mơ của mình. Có những người họ cũng nhiều khi họ cần có một cái cây chơi của đôi lúc với họ là khó khăn. Mình tạo được một cái vườn nhỏ là một niềm vui rồi. Thôi mọi người nhớ xem kênh, ủng hộ kênh, đăng ký cho mình những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, đồ cổ cây cảnh nha. Nói chung là mình có một chuyện riêng chút là bà già mình cũng không dám đi nhiều. Mình cũng chưa có thể đi quay được nhiều, chứ không là mình sẽ đi quay để tiếp tục mình kênh mình chia sẻ nhiều hơn những cái gì mà mình đã trải qua nha cả nhà nha. Nhớ ủng hộ đăng ký cho Hiền nha. Nói mừng là Hiền cũng sắp gần được cái nút bạc rồi đó. Cả nhà ủng hộ cho Hiền đó, Hiền có cái nút bạc nha. Rồi cảm ơn những người mà ủng hộ kênh YouTube của Hiền trong thời gian qua. Cảm ơn là mọi người cũng đã có cảm xúc xem clip của Hiền. Hẹn gặp lại cả nhà clip khác nha.